Xin chào các bạn. Như các bạn biết thì hạt chia giúp tăng cường nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Những hạt nhỏ thần kỳ này loại bỏ suy dinh dưỡng và giúp các bạn giảm cân hiệu quả. Ở cuối video này, mình sẽ share cho các bạn công thức sử dụng hạt chia cực kỳ hấp dẫn mà ai cũng thích. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Theo những nghiên cứu cho thấy, hạt chia cung cấp hơn 60% omega 3 axit béo so với bất kỳ loại hoa quả nào, thậm chí có nhiều hơn các loại cá. Những hạt này còn chứa nhiều protein hơn và có cấu trúc hoàn hảo bậc nhất trong các loại ngũ cốc khác. Nếu bạn muốn thêm nhiều chất xơ vào chế độ giảm cân, đừng ngần ngại tìm đến hạt chia vì chúng sẽ giúp tăng thêm 40g chất xơ cần thiết mỗi ngày. Trên hết, hạt chia chứa gấp 5 lần canxi có trong sữa, gấp đôi lượng kali trong chuối và nhiều hơn gấp 3 chất chống oxy hóa ở trong blueberry. Cái hay nhất ở chỗ, hạt chia ăn rất là ngon, không giống như những loại thực phẩm khó xơ khác. Vì sao hạt chia lại giúp bạn giảm cân? Bởi vì hạt chia có nhiều chất xơ và protein, điều này làm giảm sự thèm ăn và gia tăng sự trao đổi chất. Thay vào đó, hạt chia giúp điều hòa được lượng đường huyết. Hãy thử cho một muỗng cà phê hạt chia trong ly nước và đợi 10 phút. Chúng sẽ thẩm thấu đến 9 phần nước, điều này giúp cho cơ thể của bạn tránh được tình trạng thiếu nước. Vậy làm thế nào để bạn thêm chia vào thực đơn giảm cân của mình? Đơn giản, bạn chỉ cần ăn trực tiếp vài muỗng hạt chia, dùng với salad, bỏ vào ly sinh tố hay là sữa. Và còn rất nhiều cách mà bạn có thể tự do sáng tạo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức sử dụng hạt chia như đã nói ở phần đầu. Bỏ 1, 2, 3, 4 muỗng hạt chia vào nước, nửa trái chanh, mật ong nếu như bạn muốn, khuấy đều. Xong rồi!